Xin chào các bạn, đây là chiếc Galaxy A51 Chiếc điện thoại sẽ giúp cho chúng ta có thể là hình dung ra Ngoại hình cũng như là thiết kế Của chiếc Galaxy S11 Cụ thể như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay Đầu tiên thì mình sẽ muốn chia sẻ các bạn về mức giá của sản phẩm này ở thị trường Việt Nam thì nó sẽ có mức giá là 7 triệu 990 nghìn này và có khá là nhiều những cái phần quà dành cho những bạn nào mà đặt hàng cũng như là mua hàng trước cái chiếc Galaxy A51 này Mình nhớ không nhầm khi mà các bạn mua hàng ở 7 mà các bạn không nhận quá thì có thể là trừ trực tiếp à, phần quà đó vào giá máy thì đâu đó cái máy này bây giờ chỉ còn tầm là hơn 6 triệu mà thôi Chi tiết như thế nào, phần quà như thế nào, giảm giá như thế nào thì bạn có thể click vào đường link mình đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay cái cảm giác đầu tiên của mình khi được chạm tay vào chiếc Galaxy A51 đó chính là nó đẹp hơn rất là nhiều so với là những bức ảnh render cực kỳ là xấu xí ở trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Đặc biệt đó chính là về cái thiết kế mặt lưng của cái sản phẩm này. Nếu mà những bức ảnh render nhìn nó khá là tởm ấy Nhìn nó cực kỳ là xấu luôn Nhưng mà khi mà mình được chạm tay thật vào cái mặt lưng của sản phẩm này Thì nó đẹp hơn rất rất là nhiều Đặc biệt đó chính là về thiết kế của cái cụm camera như thế này Thì nó đã đẹp và nó cảm giác là nó không quá là thô thiển cho lắm Đặc biệt là ở cái phiên bản màu đen thì bạn thấy là nó cũng khá là chìm á Phiên bản màu đen của chiếc A51 này Chúng ta sẽ có cái phần cụm camera cũng được thiết kế màu đen Nhìn nó khá là chìm Mình thấy là nó lạ thôi chứ nó không đến nỗi xấu giống như kiểu là nhiều anh em cứ chửi bới giống như kiểu là trên chiếc Galaxy M30s đâu và cái mặt Lưng này thì mình thấy là cái ngoại hình của nó cũng có một chút gì đó hơi hướng giống với chiếc Galaxy A50s, đó chính là chúng ta sẽ có những cái đường cắt như thế này. Các bạn thấy là nhỏ chúng ta sẽ có những cái đường cắt chéo như thế này. Tuy nhiên thì khác với chiếc Galaxy A50s á thì ở phía mặt dưới của cái mặt lưng á thì chúng ta sẽ có những họa tiết sọc 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 như thế này. Nhìn nó khá là đẹp. Tuy nhiên thì mình thấy là cái logo của Samsung thì nó sẽ hơi chìm một chút xíu và thực sự phải nhìn rất là rõ thì chúng ta mới thấy được cái logo của nhà Samsung. Và tất nhiên rồi là cái mặt lưng này thì cũng có khả năng là biến đổi màu sắc đầy đủ bài sắc cầu vồng nhưng mà các bạn sẽ phải có một ánh sáng cực kỳ mạnh chiếu vào thì chúng ta mới thấy được cái màu sắc như thế này còn về phần khung viền trên chiếc Galaxy A51 thì vẫn chỉ được hoàn thiện bằng nhựa mà thôi Thực sự thì mình rất là ấn tượng với thiết kế của chiếc Galaxy A51 với phần mặt trước của nó là mình nhớ tới chiếc Galaxy Note 10 các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là vuông vức chứ nó không còn một cái chút gì đó yểu điệu thục nữ nữa mà mọi cái chi tiết của nó thì nhìn nó rất là vuông vức và cái phần nút ruồi này thì nó cũng có kích thước rất rất là nhỏ nha anh em. Nó rất là nhỏ cho nên nó không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm của chúng ta. Đặc biệt là trên chiếc Galaxy a thì chúng ta đã có thêm tính năng là dashboard thì các bạn thấy là khi mà chúng ta chuyển qua cái chế độ nền tối như thế này thì hầu hết là cái phần nút ruồi cái phần lỗ ở phía giữa như thế này thì nó đã cũng đã được che chắn đi rất là nhiều rồi cho nên là cảm giác khi mà chúng ta sử dụng á kỳ nốt ruồi này nó không ảnh hưởng gì tới trải nghiệm chúng ta về viền màn hình trên chiếc máy này thì mình thấy là những cái viền thì nó có độ mỏng cũng tương đối là ok và nó có độ mỏng là đều nhau cho nên là nhìn vào nó cực kỳ là cân đối về cái chất lượng màn hình trên chiếc Galaxy A51 thì có một cái điểm mà mình không hài lòng lắm ở trên cái màn hình của sản phẩm này đó chính là mức độ nổi khối của nội dung á khi mà đặc biệt là các bạn xem video hoặc là các bạn chuyển qua cái ví dụ như là các bạn chuyển một cái hình nền mà dạng hình nền động giống như mình như thế này này thì khi mà bạn chuyển xuống cái hình nền động như thế này thì bạn thấy ngay một vấn đề đó chính là cái nội dung thì nó sẽ bị chìm xuống sâu hơn so với là cái phần tấm kính màn hình các bạn ạ nhìn nó không thực sự là nổi khối cho lắm tuy nhiên bù lại thì với tấm nền super amoled chúng ta sẽ có độ sáng màn hình rất là cao này góc nhìn rộng màu sắc thì nó hiển thị là tương đối là rực rỡ và một cái lưu ý dành cho anh em khi mà mua máy về thì các bạn hãy nên vào cái phần là cài đặt nhá. Và các bạn hãy vào cái phần là màn hình này. Trong cái mục màn hình nhá thì các bạn hãy chọn ở cái chế độ là sinh động và các bạn hãy cân bằng trắng lại bởi vì mình thấy là cái màn hình này khi mà vừa khui hộp ra thì nó cũng bị hiện tượng là nó hơi ám vàng nhẹ. Các bạn hãy vào đây và các bạn hãy cân bằng trắng lại thì cái màn hình của chúng ta thì nó sẽ trở nên là trắng hơn, trở nên là trong trẻo hơn trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Và tất nhiên là với cái màn hình này thì chúng ta vẫn có cái tính năng là vân tay được nhúng thẳng bên trong màn hình và đây là một trong những tính năng mình kỳ vọng rất là lớn trên chiếc Galaxy A51 nó phải cải thiện hơn so với là thế hệ A50 hay là A50s là mình khá là buồn với cái tốc độ nhận diện vân tay. Vậy thì A51 nó có cải thiện hay không? Thực sự là nó cũng có cải thiện Nhưng mình nghĩ là Samsung sẽ cần tung thêm một vài bản cập nhật nữa Để giúp cho cái vân tay của sản phẩm này nó sẽ trở nên là nhạy hơn Ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đã khá là nhạy rồi Nhưng mình hy vọng là Samsung có thể tăng cái tốc độ chuyển cảnh của nó trở nên nhanh hơn nữa Thì sẽ giúp cho trải nghiệm của người dùng trở nên là thoải mái hơn Chuyển qua về mặt cấu hình thì chiếc Galaxy A51 không có gì thay đổi so với thế hệ là Galaxy A50s Chúng ta vẫn chỉ có với xử lý là Exynos 9611 này RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB và viên pin thì vẫn chỉ dừng lại ở mức là 4000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 15W chứ không được nâng cấp lên là 25W nha các bạn có một số anh em thắc mắc với mình rằng là tại sao mà một số những website thì họ có ghi là Galaxy A50s thì nó đang sử dụng cái ví xử lý là Exynos 9610 thay vì cái việc mà nói là Exynos 9611 giống như kiểu là những video mà mình đã chia sẻ về chiếc Galaxy A50s thì theo những gì mà mình tìm hiểu và theo những website chuyên về cái mảng là Exynos của nhà Samsung có chia sẻ rằng là A50s là chiếc điện thoại đầu tiên của họ sử dụng cái ví xử lý là Exynos 9611 nhé các bạn và tiếp theo đó chúng ta sẽ có chiếc Galaxy M30s và bây giờ là chiếc Galaxy A51 Ok, đó là về mặt hiệu năng thì nó không có gì khác biệt cả. Nhưng mà về camera thì thực sự là A51 nó khác biệt rất là nhiều so với là trên chiếc Galaxy A50s các bạn ạ. À. À, chúng ta sẽ có cái camera selfie ở phía trước với độ phân giải là 32MP và có tới 4 camera sau với camera chính với độ phân giải là 48MP sử dụng cảm biến là Sony IMX586 và khẩu độ của nó sẽ là f1.7 này. Chúng ta sẽ có một cái camera chụp ảnh macro một cái camera hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh và một cái camera chụp ảnh góc rộng các bạn ạ và đặc biệt đó chính là cái camera chụp ảnh macro thì nó sẽ có độ phân giải lên tới là 5 megapixel lớn hơn rất là nhiều so với là những chiếc điện thoại đến từ những thương hiệu suy brand trong cái tầm giá này chỉ dừng lại ở mức là 2 megapixel mà thôi và đây là giao diện camera trên chiếc galaxy a 51 thì các bạn thấy là với cái nền tảng giao diện là one ui 2.0 thì Samsung đã thiết kế lại toàn bộ cái giao diện này và nó cũng giống như, như, kiểu là những sản phẩm cao cấp của Samsung ở thời điểm hiện tại mà đang được nâng cấp lên cái giao diện là One UI 2.0 thì ở bên ngoài ấy, thì chúng ta chỉ có cái tính năng là chụp ảnh bình thường và chúng ta có tính năng là chụp ảnh góc rộng này các bạn có thể là thay đổi như thế này để có thể là chụp ảnh thường hoặc là góc rộng hoặc là các bạn muốn chụp 48 chấm á, thì các bạn hãy bấm lên ở cái mục là tỷ lệ màn hình các bạn hãy chuyển qua là 43h thì nó sẽ chụp ở cái chế độ là 48 pixel còn nếu mà các bạn muốn chụp ảnh đêm đúng không thì chúng ta sẽ phải vào ở cái mục lá khác ở trong mục khác này chúng ta sẽ có tính năng là chụp ảnh tuần cảnh chụp ảnh uh, ban đêm hay là chuyển động siêu chậm này hay là chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp và với cái chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp á thì chúng ta chỉ có thể là chỉnh được một số những cái thông số rất là cơ bản như là iso cân bằng trắng hay là phần ev mà thôi mình thấy là không thấy ở cái mục là phơi sáng nào cả ok như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video chia sẻ với bạn về chiếc galaxy a 51 nhìn chung thì đây là một sản phẩm rất là ấn tượng của nhà samsung nửa cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và mình nghĩ tin chắc rằng là sản phẩm này sẽ cháy hàng trong thời gian sắp tới với doanh số cực kỳ là khủng bố và tất nhiên là các bạn đừng quên ghé qua hệ thống Seven để có thể là mua được chiếc Galaxy A51 này với mức giá cực kỳ là hấp dẫn. Hôm sau thì mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết về cái chất lượng camera trên chiếc máy này cũng như là so sánh chiếc máy này với những sản phẩm khác và đặc biệt là đánh giá lại cho anh em về hiệu năng của chiếc Galaxy A51 với vi xử lý là Exynos 9610. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nếu có thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình cũng như là muốn mà mình làm những cái clip gì liên quan tới sản phẩm này Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay Và bây giờ, bye bye